Xin kính chào quý anh chị và các bạn. Chào mừng quý anh chị và các bạn quay trở lại với Top Car VN. Trước mắt quý anh chị các bạn là chiếc xe Mitsubishi Actra, chiếc xe sedan trong phân khúc cỡ B giá rẻ của bên nhà Mitsubishi mà trong cái video ngày hôm nay. Còn 10 ngày nữa thôi là kết thúc của tháng 7. Video này Top Car VN sẽ cập nhật chính sách giá mới nhất tại thời điểm này tốt nhất dành cho từng phiên bản của Actra, chương trình khuyến mại về quà tặng phụ kiện và mức giá lăn bánh là thay đổi đến với những anh chị, những khách hàng nào chúng ta đã và đang quan tâm về chiếc xe nhập khẩu tại Thái Lan này. Tại thời điểm này, tại đại lý của mình, Actra còn có xe sản xuất năm 2022 và đương nhiên chính sách khuyến mại của nó là cực tốt so với cả VIN 2023, có thể nói là đang ở cái chế độ thanh lý rất là mạnh. Vậy thì Actra, cái tầm tiền của nó hiện tại cũng chỉ dao động như những chiếc xe ở phân khúc cỡ A thôi, ví dụ như là i10 hay là chiếc xe Kia Morning. Hiện tại thì đang có tổng cộng là 3 sự lựa chọn dành cho cái dòng xe Actra này, một phiên bản số sàn và hai phiên bản số tự động. Cụ thể từng phiên bản khuyến mại quà tặng lăn bánh thì mình xin phép cập nhật luôn như sau. Đầu tiên là Mitsubishi Actra phiên bản số tự động bản thường. Bản CVT bản thường này thì hiện tại đang có mức giá niêm yết là 465 triệu đồng. Tại đại lý của mình đang có xe sản xuất năm 2022 với CVT bản thường này và với mức giá niêm yết là 465, hiện tại thì đại lý đâu đó chỉ bán với mức giá là 385 triệu đồng anh chị nhé. Thời điểm đầu tháng thì cái VIN 22 này đâu đó đại lý thanh lý là 400, bây giờ bán là 385 triệu đồng. Nó cũng không còn đủ màu đâu, còn một vài màu thôi anh chị ạ. Như vậy thì đâu đó cũng giảm được 80 triệu về tiền mặt với CVT VIN 2022. Giá 385 lăn bánh ở tỉnh của nó sẽ là 435 triệu, ở Hà Nội sẽ là 464 triệu và Thành phố Hồ Chí Minh là 455 triệu đồng anh chị ạ. Ở tỉnh là 435, Hà Nội là 464 và Thành phố Hồ Chí Minh là 455 với Mitsubishi Actra CVT phiên bản thường VIN 2022. Tiếp theo cũng là Actra CVT, cũng là bản thường nhưng mà VIN 2023. Xe 2023 thì đắt hơn tương đối là nhiều. Với mức giá là 465 thì hiện tại đại lý đang bán là 430 triệu đồng. Điều đó giảm có 35 triệu thôi. Vậy thì lăn bánh ở tỉnh của nó sẽ là 480 triệu. Ở Hà Nội sẽ là 509 triệu và Thành phố Hồ Chí Minh là 500 triệu đồng tròn anh chị nhá. Ở tỉnh là 480, Hà Nội là 509 và Thành phố Hồ Chí Minh là 500 triệu đồng tròn với Actra CVT bản tiêu chuẩn, xe sản xuất năm 2023. Nếu như mà anh chị chúng ta đi gia đình thôi mà đang có ý thích về cái dòng xe Actra rồi, thích lại số tự động nữa, thì mình nghĩ rằng cái phiên bản VIN 2022 là một cái sự lựa chọn rất là ok tại thời điểm này. Xe thì vẫn y nguyên như vậy thôi, vẫn là mới 100% tại hãng thôi. Với mức giá bán hiện tại giá xe có 385 triệu đồng, đúng không ạ? Giảm tới 80 triệu tiền mặt luôn. Phiên bản tiếp theo đó là Mitsubishi Actra phiên bản số sàn. Bản số sàn của Actra thì chỉ có VIN 2023 thôi, xe 2022 đã hết rồi. Bản số sàn hiện tại đang có mức giá niêm yết là 380 triệu đồng. Tại thời điểm này, đại lý đang bán với mức giá là 365 triệu. Mình có cập nhật lăn bánh ở tỉnh là 406 triệu. Ở Hà Nội là 434 triệu và Thành phố Hồ Chí Minh là 426 triệu đồng anh chị nhá. Ở tỉnh là 406, Hà Nội là 434 và Thành phố Hồ Chí Minh là 426 triệu đồng. Phiên bản này thì được định hình phục vụ anh chị khách hàng kinh doanh trong lĩnh vực dịch vụ. Ngoài ra thì đại lý có chương trình về quà tặng phụ kiện, tặng dán kính, tặng trải sàn, tặng camera hành trình, đó là số sàn. Trả góp số sàn này thì ở tỉnh sẽ bỏ ra số tiền tối thiểu là 120 triệu. Hà Nội tối thiểu sẽ là 148 triệu và Thành phố Hồ Chí Minh tối thiểu là 140 triệu đồng anh chị ạ. Tỉnh là 120, ở Hà Nội là 148 và Thành phố Hồ Chí Minh là 140 theo phương án trả góp để lấy được số sàn của Actra VIN 2023. Sang cái phiên bản thứ ba, phiên bản đầy đủ option nhất và cao nhất của dòng xe Actra, đó là Actra CVT phiên bản Premium. Phiên bản này tại thời điểm này đại lý của mình cũng có VIN 2022 luôn, nhưng mà cái số lượng xe thì nó còn ít lắm, nó còn tùy từng màu cơ. Bản VIN 22 cũng có mà VIN 23 cũng có, tuy nhiên thì mình sẽ cập nhật VIN 2023 vì thực ra nó chênh với cả VIN 22 đâu đó có 10 triệu thì thà anh chị lấy VIN 2023 luôn, đúng không ạ? Giá của bản VIN 2023 của bản Premium đó là 440 triệu đồng là giá bán. Mức giá niêm yết của nó là 490, đại lý sẽ bán VIN 2023 là 440 triệu. Lăn bánh ở tỉnh của nó là 492 triệu đồng.
Ở Hà Nội là 522 triệu và thành phố Hồ Chí Minh là 512 triệu đồng anh chị nhá. Ở tỉnh là 492, ở Hà Nội là 522 và thành phố Hồ Chí Minh là 512 triệu đồng theo phương án trả thẳng với Astra CVT Premium sản xuất 2023. Thế còn anh chị mà chúng ta lựa chọn Vin sản xuất 2022 thì hãy lấy cái mức giá lăn bánh mình vừa đọc trừ đi 10 triệu đồng là ra thôi. Còn trả góp bản Premium này thì ở tỉnh sẽ bỏ ra số tiền tối thiểu là 140 triệu đồng. Hà Nội tối thiểu sẽ là 170 triệu và thành phố Hồ Chí Minh tối thiểu là 160 triệu đồng anh chị nhá. Ở tỉnh là 140, Hà Nội là 170 và thành phố Hồ Chí Minh là 160 theo phương án trả góp để lăn bánh được phiên bản Premium của Mitsubishi Actra. Với cái mức giá tại thời điểm này, còn khoảng tầm 10 ngày nữa thôi là kết thúc của tháng 7, thì trong tổng cộng 3 phiên bản trong cái video này mà mình cập nhật thì có cái phiên bản Astra CVT số tự động bản thường Vin 2022 là một cái sự lựa chọn rất đáng để anh chị chú ý tới. Đâu đó giảm tới 80 triệu đúng không ạ? Bản số tự động mà giá xe bây giờ còn có 385 triệu đồng, rẻ hơn cả Hyundai i10 luôn. Vậy thì nếu anh chị chúng ta quan tâm về Mitsubishi Actra này, chúng ta đang cần xem xe trực tiếp lái thử, thì nhờ quý chị các bạn hãy cứ gọi cho cái số hotline ở góc trái màn hình này. Ở miền Bắc thì nhờ quý chị các bạn hãy gọi hotline ở miền Bắc, miền Nam thì nhờ quý chị các bạn hãy gọi hotline ở miền Nam. Và nhân tiện cái video này, những anh chị nào, những khách hàng nào chúng ta đang có nhu cầu nâng đời xe, bán cái chiếc xe cũ mà chúng ta đang sử dụng, thì nhờ các bạn hãy gọi cho cái số hotline 0979 362 118, 0979 362 118 quý chị các bạn nhé, để có thể định giá, báo giá một cách chuẩn xác nhất về chiếc xe chúng ta đang cần bán. Cuối cùng hãy nhớ đừng quên nhấn like và nhấn đăng ký kênh. Xin chào ạ.